Các bác, em đang có mặt tại khu đường ấp Tân Đông, huyện Hóc Môn. Và hôm nay em sẽ cho các bác quay máy bắn bít tự động của Makita, tuy là hàng cũ nhưng mà nó chất lượng bắn nó như nào. Đi vào công trình. Tân Đông, Hóc Môn. Đi vào công trình để chắc máy bắn bít cho các bác. Công trình làm được mấy ngày nay rồi, nay làm phòng khách, nhớ là quay chắc review máy cho các bác xem cái máy bắn vít tự động. Đây là những cái khu vật làm xong, phần bếp và phòng ăn đã xong. Mình ra cái phòng khách này để em lên dàn chắc cho các bác coi. Đây, đây là trên giàn. Trần sử dụng hệ xương của Vĩnh Tường. Về Vĩnh Tường, xương Vĩnh Tường, tấm Vĩnh Tường luôn. Đây, dán bằng keo. Đi vào. Chắc cái máy bắn vít đây. Trong này rõ đồ. Bình thường mình bắn cái máy bắn vít này thì cũng được không? Đây, bắn vít này, nhưng mà nó bắn mình phải căng, nhiều lúc nó cũng chậm hơn. Bắn con vít này. Đó, thì nó sẽ không phải căng mà nó nhanh hơn. Và em sẽ nhờ một bạn kỹ thuật quay rồi. Nào, mấy bạn quay cho mình cái. Khi mà mình để vít này rồi nó mới chạy. Đó, mình sẽ bắn lên đây này. Ấn nữa ấy, chẳng nữa nó không biết, nó không quay này. Đây, ấn nó không quay này. Đấy, cực kỳ nhanh nha. Đấy, các bạn làm mới tập làm là cũng đều dùng máy này được. Đây bạn này, đây mình sẽ cho cái bạn phụ này của mình. Mới phụ được cả mấy tuần nay thôi, nhưng mà bạn bắn con máy này là bắn ok luôn ạ. Giờ khi bắn này là con vít này nó rất là bằng, nó bằng mặt luôn, nó không có bị lồi luôn, không có, mình có thể chỉnh ở cái bạn này. Đó, bạn mới biết bắn thôi nhưng mà cảm thấy bắn rất dễ dàng. Bây giờ thay vì như mình bắn bằng mấy con vít như thế này thì nhiều lúc mình phải căn phải căn cái vê để cho nó khỏi bị lên xuống, bắn nhiều lúc phải nhấp tay nó khó cách nhấp hơn. Còn như thế này là mình chỉ việc đó lên rất nhanh nha.
Một bạn không biết bắn máy lắm, thì một ngày bạn bắn mỡ luôn. Đó. Còn bắn chuyên nghiệp rồi thì cầm máy này thì quá là ngoan. Đó. Đây, các con vít là mặt vít đều nhau hết này. Thay mình bắn máy này á, vít nó không được đều cho lắm, mình phải căn bằng tay. Đây, mình sẽ bắn test thử cái máy này cho các bạn. Cầm như thế này. Đấy, như thay vì mình bắn cái máy này, mình là phải mỗi lần bắn đó, nó phải nhấp nhấp tay này, cái con vít nó đi bằng, chung là cũng là nhanh nhưng mà nó không thể đó, không thể bằng cái máy kia được. Đó, nó phải nhấp nhấp vậy. Đây, thay vì mình bắn máy này, thay vì mình bắn cái máy này, cái này mình đưa đi qua. Vì tiện lợi các bác. Đó. Đó. Chung là anh em làm nghề thì ca thì nên đầu tư con máy này. Rất ok. Đây là con cưa kiếm. Đấy. Cưa kiếm để mình lọng thạch cao, cắt thạch cao. Đấy, mình sẽ test cưa kiếm cắt cho các con. Mình sẽ cắt cái vòng tròn giữa. À, bán kỹ thuật này. Cầm cho mình cái này. Test luôn cái cưa kiếm cho các con. Rất tiện nha các bác. Đó, các làm bên ngành thạch cao thì sắm đồ nghề như này thì nó tiện cho công việc của mình. Đó, hoặc là khoan bê tông. Đây, bê tông bin. Đây, mình sẽ khoan bê tông. Đây em sẽ khoan con tắc kê. Cực kỳ ok nha các bác. Đây là lỗ khoan, mới khoan đây. Đó, mình khoan để mình treo cái móc để làm thả đèn chụp. Rồi, video của em sẽ đến đây làm kết thúc. Các nào có vấn đề về máy thì có thể liên hệ với em nha.